Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Ở trong thời gian vừa qua và rất nhiều các cô các chú các anh trai về đây báo tin là vợ mới cưới xong đã bỏ đi. Thì đây là đại một gia đình, cả hai họ luôn, cả mẹ vợ cũng có và mẹ ruột cũng có, của một thanh niên về đây để cầu cứu báo tin, nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin là tìm một người cô dâu gọi là mới cưới xong thì đã bỏ trốn rồi. Câu chuyện vẫn là chắc chắn là trong thời gian vừa qua là rất nhiều các cô dâu, đến giờ phút này đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương là ghi nhận trên dưới 10 người đã bỏ trốn. Thì tất cả các trường hợp các ca đến giờ phút này đã giải quyết một cách rất tốt đẹp rồi, cái hồi kết là đã có rồi. Nhưng mà rất lấy làm tiếc là một số trường hợp thì hiện nay thì ở xa và một số trường hợp không có về được, cho nên không có đăng tin được để cho các cô chú anh chị và bạn nào mọi người được xem. Và đặc điểm là một số cô dâu có thể là bây giờ cũng hơi bị ngại cho nên là cũng không lên hình. Đây tiếp tục một cái câu chuyện về vô cùng phức tạp. Câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn nào tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ con xin phép xin chào hai cô nhé, và xin chào em trai bên này với em gái kia ha. Dạ. Rồi. Hai đây là hai gia đình mình đúng không? Dạ. Hai gia đình, một bên gia đình nhà trai, bên gia đình nhà gái đúng không cô? Dạ. Dạ. Xin phép cô con được hỏi cô nhé, cô là đại diện bên nhà trai đúng không? Dạ. Dạ, con chào cô có thể cô giới thiệu cô họ tên là gì? Trần Thị Lan. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 57 tuổi. 57 tuổi nha. Dạ. Cô hiện nay mình nguyên quán ở đâu? Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, quê hương Bắc Tôn. Dạ, Long Xuyên là Bắc Giang, là ở đâu? An Giang đúng không? An Giang. Ồ, An Giang xa vậy hả? Dạ. Rồi, cô và hôm nay bên kia là hình như không nhầm một bà thông gia. Dạ. Và một người con trai, và bên kia là một người chị gái của gọi là cô dâu đúng không ạ? Về đây báo tin nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đăng tin, cụ thể làm sao cô có thể cô giới thiệu rõ lên. Dạ mời cô. Dạ cũng như là cô dâu thì cứ ngày 22 mình, nhưng mà nó đi là ngày 11, cũng như cứ 22 tháng giêng rồi 11 tháng 2 là cô dâu trốn đi. Ồ, cô cho con hỏi này, hôm mà làm đám cưới gia đình mình tổ chức lớn không? Tổ chức cũng gọn, tại vì cũng như hai đứa này nó có một lần hết rồi, thành ra là này lần thứ hai. À dạ. Vậy là cô dâu trước đã từng có chồng. Có con chưa cô? Có rồi. Mấy con rồi cô? Ba. Ba đứa hả? Thế còn con cô là trước đây có vợ chưa? Cũng có một lần rồi. Mà mấy con rồi? Một con. Ồ, gọi là vì lý do như vậy cho hai gia đình bây giờ làm một cách đơn giản, gọn nhẹ nhất ha. Đơn giản. À. Dạ, con dâu thì về thì những ngày đầu về cô thấy làm sao? Cái gì anh ở nhà tôi có 2 ngày à, cũng như thì nó cũng bình thường, cũng đi tới lui mẹ chồng rồi nàng dâu cũng bình thường. Trong 2 ngày cô tiếp xúc và tính tình, cô thấy là tính tình cô dâu có cái gì đó không bình thường không? Không thấy thì cũng được lắm, bởi vui vì mình chồng thương lắm, vui vẻ, nói vui vẻ, chuyện hòa cha đồng mẹ ha. Mẹ ơi cha ơi, nói chuyện thấy thương lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi xin em trai em có thể em giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên Mai Văn Trường. Mai Văn Trường ha. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 34 tuổi. 34 tuổi. Ồ, 34 tuổi, sinh năm chắc 80 mấy 90 đúng không? 90 tuổi, tuổi ngọ phải không? Ồ. Rồi, em cho anh hỏi là hôm nay em và hai mẹ luôn, đúng không? Yeah. Và chị vợ về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đăng tin tìm vợ của em đúng không? Dạ. Yeah. Vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ em Thị Hận. Họ gì đầy đủ? Họ Thị tên Hận. Họ Thị tên Hận ha. Dạ. Yeah. Tên Hận. Hận đúng không? Thị Hận. Hận nhớ đúng không? Nhớ nhớ hận hận thù đúng không? Dạ. Yeah. Ồ, rồi. Vợ em nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. 27 tuổi. Ít hơn em mà nhỏ hơn em mấy tuổi ha? Dạ, yeah. Không rồi. Em có thể cho mọi người biết rõ hơn, em quen vợ lâu chưa? Chưa mới quen bước mùng 3 Tết. Em hai làm đám cưới. Mình mới quen mùng 3 Tết vừa rồi thôi. Dạ. Yeah. Mình quen là trong tình huống nào vậy em? Dạ, yeah, cũng như ông anh rể sớm làm mai á. Ồ. Cũng như người lớn sắp đặt á, cũng như hai người lớn cho nó hai tôi trẻ á. À cho rồi nó gặp mặt nhau. Gặp mặt nhau ha, yeah. Làm mai ha. Yeah. Trước đây là hoàn toàn em không biết vợ. Yeah. Mình mới quen nhau thôi. Yeah. Quen nhau từ mùng 3 Tết. Yeah. À, mùng 3 Tết thì hai bên em và vợ em được gặp nhau. Yeah. Do một một số người gọi là trợ giúp đúng không? Yeah. Rồi, gặp nhau thì em thấy vợ em có dễ thương không? Yeah, cũng dễ thương anh. Dễ thương ha. Ồ. Vợ em mày gặp em thì lúc bây giờ thì vợ em cảm nhận sao, hai người cảm nhận về nhau nào? Dạ thì vợ em cũng thương em thiệt, hai đứa cũng thương thật lòng lắm. Gặp nhau mùng 3 Tết thì mùng mấy mình bắt đầu mình nói yêu? Dạ, cũng có 10 bữa sau gì mới... À chưa yêu ngay đúng không? Dạ. Gặp cái việc từ từ ai yêu ngay đúng không? Dạ.
Rồi 10 ngày sau yêu. Trong thời gian 10 ngày sau bắt đầu tỏ tình yêu nhau, phải không? Yeah. Em là người tỏ tình hay vợ? Dạ em. Em à. Ừ. Đến lúc bây giờ để em có tìm hiểu hoặc là vợ em có nói hết với em là đã từng có chồng có con không? Dạ có. Em có thể chỉ còn riêng về em đấy, em có chia sẻ hết không? Dạ có. Mình có giấu nhau gì không em? Dạ không anh. Không à. Ồ. Rồi thì hai bên hứa hẹn nhau làm sao, là đám cưới như thế nào? Làm đám rồi hai vợ chồng lên Bình Dương làm. Ồ. Hứa hẹn là làm đám cưới xong sống chung rồi về Bình Dương làm việc, yeah, đúng không, để lo cuộc sống ha. Yeah. Rồi cái cưới xong ấy là hôm đám cưới thì em thấy vợ có vui không? Vui anh. Vui nha, vợ có rất hạnh phúc ha. Yeah. Ồ. Vậy là trước đây em có vợ là được mấy người con rồi? Em một anh. Mình ly hôn hay sao? Dạ ly hôn. Hôn lâu chưa? Cũng 5-6 năm rồi. 6 năm. Ừ. Bây giờ con em ở với ai? Ở với em. Con ở với em luôn. Công việc em hiện nay có tốt không? Ổn định không? Dạ ổn định anh. Ổn định nha. Thu nhập được không? Dạ được. À, vậy là tốt rồi. Rồi cái hôm mà cưới nhau ấy thì cưới xong rồi mình ở đâu? Dạ cưới xong ở quê. Ở quê là ở đâu em? Ở xã Mỹ Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang ha. Dạ. Rồi cưới được bao nhiêu ngày thì em về Bình Dương? Dạ, 2 ngày em về Bình Dương làm. 2 ngày là hai vợ chồng về Bình Dương hay một mình vợ? Hai vợ chồng anh. Hai vợ chồng rồng rắn là đưa nhau đi luôn. Dạ. Đi bằng phương tiện gì? Dạ, xe. Xe tự chở đúng không? Dạ. Xe Honda hả? Dạ. Ồ, xe Honda mà từ An Giang đấy xa lắm em, mấy trăm cây đấy, cả 300 cây đó, xa lắm. Yeah. Mình đi có mệt không? Dạ có anh. Mệt ha, mệt nhưng mà thương vợ, vợ mới cưới mà. Lúc mà đâu có nghĩ mệt nữa đúng không? Yeah. Ừ, yêu mà mệt cỡ nào cũng chơi được hết. Cõng cũng được. Chở thì còn dễ hơn rồi. Thôi được rồi. Cho anh hỏi này, em và vợ sống chung ở Bình Dương là ở phòng trọ là mình thuê trước hay là hôm đó mình mới thuê? Dạ lên ở chung với người em vợ. À ở chung với em vợ luôn. Dạ. À, em vợ đã có chỗ ở rồi đúng không? Dạ. Ở chung thì em thấy là cuộc sống sao? Ở chung mấy ngày? Dạ, sống chung tới lên sống là tới bữa một đây là giờ em đi em. Sống từ mùng mấy bắt đầu lên đường đi? Em lên nhớ ngày hình như ngày 20 lên. Lên ngày 20. Và được khoảng mấy 24. Ngày sau? Cũng như là đám cưới 22, à, rồi 23, 24 hai chồng nó xuất phát đi. À. Rồi lên 24, ngày 24. 24 thì là từ 11 à. 24 là tới mùng 1 đi. Một tuần sau đúng không? Không, phải không? 11. 24, 11, 1 tây tháng 3 đi. Ừ. Là còn hai vợ chồng sống chung, thực sự sống chung với nhau được mấy ngày? 19 ngày. 19 ngày. Ừ. 19 ngày là từ hôm cưới từ đến cưới. Hôm bắt đầu vợ ra đi. Ừ. Trong thời gian đó em thấy là tình cảm vợ em dành cho em có nhiều không? Dạ nhiều, nói chung là hai chồng cũng thương lắm. Thương lắm à. Em có thấy vợ em chơi bời internet trên mạng không? Dạ không, thấy bấm điện thoại không? Có bấm điện thoại chơi TikTok rồi không à, lướt TikTok coi Facebook rồi. Chắc là TikToker rồi. Em có biết là cái trang TikTok vợ em tên gì không? Dạ biết. Tên gì em? Tên viết tắt không em cũng gần. Ồ, tên này ký hiệu không là khó đọc đúng không? Dạ. Tưởng không anh sẽ tìm xem mà TikToker chưa, đã lên cơ trưởng hay cơ phó rồi. Bởi trong thời gian vừa qua rất nhiều các em gái hoặc rất nhiều các chị gái chồng mua điện thoại cho và lập ở một số trang cá nhân để lên TikTok, lên Facebook và nhiều người đã mất vợ, mất chồng. Thì đây có thể rằng anh nghi rằng có thể là vợ em chơi trên TikTok mà quen với một số thanh niên khác dụ dỗ và vợ em đã bỏ đi theo những người đàn ông đó và có thể xảy ra. Đây là cái hướng suy luận anh đang suy luận lại về đây, còn anh chưa biết được cụ thể câu chuyện làm sao. Rồi hôm vợ em đi là đi ban ngày hay tối em? Dạ ban ngày. Đi ban ngày mấy giờ em nhớ không? Em đi làm em không biết nữa, tại vì em đi làm Đồng Nai em không biết đi mấy giờ. Không biết vợ đi lúc mấy giờ? 10:43 mở camera lên đó. 10:43 ngày mấy? Ngày 1 tháng 3. 11 tháng 3. Ngày hôm nay mùng 6 tháng 3. Vợ em đi đến giờ phút này là 6 ngày. Yeah. Đúng không? Cả ngày nay là ngày thứ 6. Đúng không? Yeah. Trưa nay là ngày thứ 6. 1 giờ trưa nay. Yeah. Vợ em đi nào mang theo những cái gì? Em không biết, chỉ là quần áo, trang sức của em. Trang sức là những cái gì em? Một cái bông, dây bông, dây chuyền. Cái đó là ai mua? Dạ bên em mua. Bên gia đình em mua tặng. Yeah. Vợ hôm cưới đúng không? Dạ. Yeah. Còn có nhiều tiền không? Vợ em đi có đem tiền đi không? Dạ có, em đi làm em cũng đưa tiền vợ em cũng không biết nữa. Chung hai chồng xài em không biết gì. Hôm cưới là hai vợ chồng có dư nhiều tiền không? Dạ cũng có một chút ít. Ít là được mấy chục không? Dạ không, vài triệu, 50 triệu để xài. Mấy triệu xài thôi ha. Dạ. Vợ là có nhưng không có nhiều. Dạ. Đến giờ phút này là vợ em bỏ đi rồi. Dạ. Là chính thức là vợ em đi thật rồi. Em. Dạ. Đi về đây để tìm kiếm nhờ anh em đội hiệp sĩ Thành Dương đăng tin đúng không? Dạ. Đến giờ phút này em đã xong những ngày qua, 6 ngày qua thì em đã nghiên cứu và em đã suy nghĩ mà tại sao vợ bỏ đi hay là em đối xử không tốt?
Dạ em, hai chồng cũng bình thường, em không đối xử xấu với vợ em, cũng vui vẻ bình thường. Em có biết lý do tại sao vợ bỏ đi không đến giờ phút này? Dạ không. Không à? Trước khi vợ em đi có mang điện thoại đi không? Dạ có. Có, giờ còn gọi được không? Điện thì vô mà không bắt máy anh. Điện vô không bắt máy? Dạ. Ồ, điện vô được nhưng mà không bắt máy. Dạ. Có là vợ đều biết cả nhưng không nghe máy đúng không? Dạ. Hôm nay em về đây có tha thiết mong tìm được vợ không? Dạ có. Nhưng mà nếu như bây giờ vợ đi, vợ thời gian trước mà sống với em mà cưới rồi, nhưng ví dụ anh nói rằng một câu chuyện ví dụ, bây giờ là vợ em say nắng say mưa mà quen với người khác, sống với người khác cũng 6 ngày nay rồi, thì liệu em có chấp nhận không? Để em tha thứ bỏ hết anh. Bỏ hết à? Mong mà vợ về thôi đúng không? Yeah. Rất yêu một thanh niên này, rất yêu vợ. Thực sự câu chuyện này rất thương. Đến giờ phút này trong 6 ngày qua em đã tìm vợ những đâu rồi? Dạ, em đi làm với em chạy vòng vòng, em không biết chỗ nào tìm anh. Không biết chỗ nào tìm. Dạ. Vợ có trước khi đi vợ không báo tin thì là tại sao vợ đi à? Dạ không. Vợ không nhắn tin, không báo gì luôn. Dạ không. Một nhát một lần đi luôn. Dạ. Vợ đem theo nhiều quần áo không em? Dạ, nhiều. Cái hình đó là hình cưới hai vợ chồng đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, nhìn cô dâu cũng rất xinh gái nha. Này mà tại sao lại bỏ đi? Cô dâu năm nay mới có 27 đúng không? Dạ. 27 tuổi còn rất nhỏ, chưa phải là lớn tuổi, tuổi cực nhỏ. Có thể là nhiều lý do khác, thì bây giờ tí anh sẽ hỏi sau ha. Yeah. Rồi để anh hỏi chuyện là mẹ vợ em nhé. Yeah. Rồi con xin phép chào cô nhé. Cô có thể cô giới thiệu cô tên là gì? Thị Hiếu. Thị Hiếu ha. Yeah. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 59 rồi. 59 luôn. Cô nguyên quán ở đâu? Ở xã Bằng Thạch á. Tỉnh Kiên Giang đúng không? Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Hai người có gần nhau không cô? Hai gia đình có gần nhau không? Hai gia đình mình có gần nhau không? Xa lắm, ở Long Xuyên. Long Xuyên về An Giang xa đúng không? Dạ. Cô nói lớn lớn dạ. Yeah. Cô có thể nói rõ là tính tình con gái cô trước khi lấy chồng nó có cái gì khác thường không cô? Thấy nó, hai vợ chồng nó thì ăn tối ngày, không thấy nó khác, thấy khác thì lạ đó thì được rồi, cái này nó không có. Chồng đi làm á, thì ăn tôi nói, nó nói anh ơi thương em không, nhớ em không, rồi tôi nói ngày mắc cỡ người ta chết nha. Nó chịu nó về rồi, tại sao mà bị đổi cái mở điện thoại lên là hỏi thương nhau không vậy? Tôi đi nằm chỗ nó chơi tôi còn la nữa đó. Oh. Nó điện tối ngày cho chồng nó hỏi coi có không. Yeah. Rồi tôi la tôi nói tại sao mày cứ hỏi thương, mày biết mày cưới nhau rồi thương nhau thì nó về rồi cứ đi hỏi rồi nó mở cái lo điện thoại lên cái người ta mặn gần đó người ta cười chết, còn tôi còn la gì nữa đó. Yeah. Thời đại bây giờ ấy là yêu nhau vợ vợ chồng chồng, thương nhau bình thường lắm rồi cô. Rồi hỏi cái bữa nó đi đó, chồng nó nói đó, rồi cũng nó cũng thương nhau nó như cái gì đó, nó không có theo nó gầy lộn gì đi cũng không nói. Nó có gầy lộn đi thì nói thì la nó được, cái này không, nó không có gầy lộn, chồng nó hiền muốn chết luôn á. Rồi nó cũng vậy, nó mà tại sao vậy đó. Con cô ly hôn nhau lâu chưa? Nó lâu rồi, chồng nó lâu rồi. Được mấy năm rồi cô? Còn nó nhỏ mấy năm rồi tôi không có nhớ. Nói chung là lâu rồi ha. Dạ. Ly hôn rồi ha. Ừ. Rồi. Cô mấy con rể cô có quý con rể không? Cô có thương không? Thương. Thương ha. Ừ, thương cả mấy ngày nãy tôi bắt muốn chết không ăn cơm, ăn nước đó, nó lại từ giận đó. Mấy trời ngày ơi. Đây con tôi nó lại sao mẹ ốm mấy vậy? Ôm gì bắt ghẻ, thấy tụi nghiệp ghẻ ghẻ nó đòi từ giận rồi tôi chạy đi ngại lộ muốn chết rồi, không có vô trọ bể nấu cơm cho con, nó lại trọ bên đây chạy bắt ghẻ. Yeah. Tôi nay đi mép gần đó tôi nói trời ơi đi không có ai thương bằng ghẻ thứ này đâu, mà nó tại sao mà nó đi vậy á, tôi khóc. Yeah. Mấy ngày nay là muốn chết rồi, không có. Yeah. Ăn cơm gì đâu, tôi nói nghe mấy con tôi nói dị lên mạng đi dùng tiền cho nó về đi, quay về chồng nó đi. Con cô ấy là trước khi đi đến giờ phút này là trong 6 ngày vừa qua thì con cô có liên hệ, có điện thoại cho cô là mẹ ruột không? Không. Không báo gì luôn. Không bắt máy. Cô có gọi nhưng mà không được đúng không? Không. Dạ. Nghe máy đúng không? Dạ. Ồ. Điện thoại thì reo mà nó bắt máy. Đây là câu chuyện của nó là thực sự là rất thương. Hai gia đình thông gia về đây để tìm kiếm cầu cứu một người con dâu và một người con gái. Thực sự câu chuyện rất đau lòng, cô dâu mới cưới xong. Đến giờ phút này gia đình mình có đã hiểu được hoặc đã biết được lý do tại sao mà con bỏ đi chưa cô? Tôi bữa đó đi rồi cái hỏi nghe chồng đi đó đi làm cái nó tặng sáng gì nè, nó điện nói mẹ đừng có lại chọn con.
con đi với chồng con rồi chồng con đi chỗ mạnh đó rồi về chịu lại rước con nhặt đi nhà chú Bảy chơi rồi tôi đâu có ngờ đâu rồi chừng cái chắc con đi chơi nhà chú Bảy bên chồng rồi cái tôi chừng dắt trưa gì á nó điện nói mẹ có thấy vợ con lại đây không nói không điện bắt máy rồi nói vậy vợ con nói đi với con rồi đi chừng nào gì á thầy chồng đi rước đó rồi chồng rước đi nhà chú Bảy chơi rồi chừng chồng điện dắt chưa nói mẹ ơi con thấy vợ đó mới giật mình tôi đi la làng muốn bẻ trọ hết rồi mấy hỏi mấy bà đó rồi tôi đi tưởng đâu nó đi chơi ở bên cháu tôi đồ tôi đi la làng chửi á tại sao mày đi đâu đi không có hai này kia nọ đó bên chồng nó điện lại rồi cái chừng nó nói mẹ ơi điện không có được đâu nó chạy xe Đồng Nai lại đợi rồi cái mấy bà đó nói mẹ ơi con nghe bà mấy trọ đó nói thấy vợ con ông kéo cái đầu nhiều lắm đi đường đâu rồi không có thấy người ta đâu rồi, bữa trước đó bà kia nói thấy gái mà bịt mặt hết trơn giọng không có thấy người ta đâu thấy đứng chỗ đó mà không có thấy xe đến giờ phút này cô có nghi ngờ là con cô bị người khác dụ đi không không biết đó tôi cũng không gần nữa không tôi thấy không? Người ta sang gần chỗ gì người ta nói đó rồi con cảm ơn cô nha rồi xin chào em gái nha em có thể em chia sẻ nè em họ tên là gì em em là chị hai hay là chị thứ mấy? Chị hai nhá. Hôm nay em và mẹ của mình về đây để tìm em gái đúng không? Dạ. Là một người cô dâu mới cưới bỏ đi. Dạ. Em có thể chia sẻ một câu chuyện mà em biết gì về người em của em trong thời gian mới cưới vừa rồi không? Dạ em không biết tại em ở xa em đi làm á, hai vợ chồng nó trên này em đi làm. Rồi nghe vậy thì em chạy về đây em xin công ty nghỉ em đi về đây á. Ồ vậy hả? Mình dạ. Ở xa mình không có lắm bắt được ha. Dạ. Em của em thời điểm mà trước đây sống chung hoặc đã từng trò chuyện với em thì em thấy cái tính tình của em nó có gì bình thường không? Dạ em nó hiền lắm. Hiền hả? Dạ. Đến giờ phút này thì bây giờ thực sự là người thân mình đã bỏ đi rồi. Dạ. Lý do thì các anh chưa biết nhưng bây giờ anh đang hỏi em là người chị ruột là chị dạ. gái đúng không? Dạ. Em có thể em nghi ngờ cái gì về em của em tại sao bỏ đi không? Em là nghi có người dắt nó đi thôi. Chứ em là nó không có biết đường đi đâu tại nó không biết chữ nữa. Ồ vậy hả? Nó không có đi đâu, nó không biết chữ, nó không có biết chạy xe nữa, rồi nó không biết đường đi nữa. Em là em đang sợ có người dẫn dắt nó đi rồi. Em là em đang nghi là có người dắt đi nhưng liệu dạ. liệu là người con trai hay con gái? Trời, ở đó em mở camera rồi mấy gì đó nói là có người con gái á. Ồ người con gái. Lại kiếm 2 ngày rồi. Kiếm 2 ngày rồi. Mà bịt mặt kín mít hết trơn luôn, chạy chiếc xe út nữa. Thế còn em của em hôm bữa là đi bộ. Nó đi bộ ra mà người kia là đậu xe thuốc bên kia tránh camera lại à để người ta chở đi. Dạ. Người ta chở đi bằng xe Sirius màu dạ. gì em? Cái gì kia bả không biết xe, bả nói chiếc xe út màu đen đen đỏ đỏ gì đó. Đỏ đen. Sirius màu đỏ đen. Đến giờ phút này thực sự là gia đình xong là mới nhờ người ta mở camera chủ trọ mở lên là nó đi lúc đó 11:43. Ồ. Rồi nó kéo cái bị nó đi với nó sắp hai cái nón bảo hiểm. Thay hai nón bảo hiểm luôn. Một cái đội với một cái cầm với cái vali đồ nó với cái túi với vậy, cái bọc trắng nữa. Vậy là có sự chuẩn bị đúng không? Ừ. Thực sự là câu chuyện này đáng thương, một cô dâu mới cưới xong lại bỏ đi thế này, thực sự rất thương ha. Em có điều nào em muốn mong em của em về hoặc liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để em nói chuyện mẹ em của em đi. Hy vọng là em của em hoặc ai đó đang dắt em đi thì đang xem video này. Em nói chuyện dạ. đi. Cũng em cũng mong muốn người nào dắt em đi giới thiệu cho em quay về với gia đình. Em nói chuyện với em gái của mình đi em. Rồi em có nghe như vậy thì em thương mẹ thì em quay về đi để mẹ. Mẹ khóc tối ngày không ai làm ăn gì được hết trơn á. Nếu em không về là mẹ đi tự dằn chết rồi. Thực sự câu chuyện rất thương. Không ai mong muốn là người thân của mình bỏ đi. Chồng mong nó về nó gặp chồng nó đi thấy từng nghiệp chồng nó hồi nào tới giờ mới thấy ghẻ thương vợ thương bà già vợ gì trong mong nó trở về để cho đồng bạn dùng kêu nó về tôi mừng lắm rất là mừng. Dạ. Thì anh em đây cố gắng đăng tải video này nhanh nhất có thể để giúp gia đình mình sớm tìm được con và tìm được vợ. Cô có điều nào cô muốn nói chuyện với con gái không để hy vọng là con gái cô xem được không? Rồi mẹ kêu thấy nói vậy giờ con quay về đi cho gặp chồng con đi. Mẹ rất là mừng con không về đó mẹ tự dẫn chết đó. Con không quay về đó.
thấy chồng nó thương cho vợ quá đó. Thấy từ nghiệp mấy ngày là không có ăn cơm, ăn nước gì luôn. Nó tự giận không à. Suy sụp luôn. Dạ. Rồi chạy ôm nó không, rồi sợ có bề gì á. Rồi chị siêu kêu về, không kêu về nữa. Nó không đành gì mà đi bỏ chồng gì đâu, chồng thương hơn cái gì nữa. Rồi tôi đi mét cái sông gần nó, trời ơi thương hai ghẻ, ghẻ trời ơi, nó thương vợ, rồi thương biết bà già chồng này kia nọ đó. À, đã làm đám cưới như này thì chắc chắn là phải thương thì mới cưới rồi. Dạ, tôi đâu có ép đâu, nó thương nhau á. Dạ. Cái này là tự hai đứa thương nhau rồi nó mới làm đám cưới, không thương đâu có ai ép buộc nó được đâu. Đúng rồi. Dòng mong nó cho nó bay về đi, với rồi. Chồng con đi. Dạ, con cảm ơn cô nhé. Rồi. À, xin phép cô bên này là mẹ chồng, cô có thể cô nói vài từ vài điều gì đó để con cô có thể là suy nghĩ lại và quay trở về đi cô. Thì bây giờ mẹ nói như thế này, nếu con có lỡ mà sai lầm với bạn bè gũ ghen thì thôi, bên đây mẹ chồng với cha chồng cũng không có nói gì, bỏ qua tha thứ cho con. Về thì vợ chồng nếu còn thương chồng thì cứ về rồi hợp tác bằng ăn, nếu còn không thương chồng thì về nói với mình chồng một câu dứt khoát cho chồng con nó lo bằng ăn để khỏi mất công đi tìm ha. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi em trai, em có thể em chia sẻ một cái câu chuyện thật tình cảm nhất để cho vợ em xem được. Dạ, em biết nói sao thì em thương vợ thật lòng, em về đi cái gì anh cũng tha lỗi cho em hết. Đấy, em nói chuyện đi, cho em nói chuyện sao cho nó tình cảm để cho vợ nghe được, để vợ suy nghĩ sao để vợ quay về đi em, bởi vì anh thấy tội quá. Dạ, vợ quay về đi, chồng không gặp chồng buồn lắm, vợ có sai làm gì chồng bỏ hết, về hai chồng mình làm ăn. Rồi, thực sự một cái câu chuyện mà đến giờ phút này thì các anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương tìm rất nhiều các cô dâu đã bỏ đi rồi vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đây thực sự là một cái cô dâu rất khó hiểu cả hai gia đình, cả bên gia đình bên vợ cũng gia đình bên chồng đều về đây để tìm kiếm. Thực sự là nếu như em gái này đang đi đâu đó hoặc băng bị ai dụ dỗ đó thì có thể là suy nghĩ lại để liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương để các anh em tìm cách giúp em quay trở về, tránh tình trạng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mới đây nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương đã đăng tin một thông tin một người vợ có 3 người con, nhưng vì lý do là gia đình hoàn cảnh khó khăn, người vợ quyết định xin việc làm trên mạng. Và chính vì đi xin việc làm trên mạng mà đã bị một số đối tượng lừa đảo dụ dỗ sang bên Bình Phước. Đến giờ phút này đang trong tiệm massage và chúng bắt khống chế, bây giờ bắt chuộc 100 triệu. Khi nào trả hết 100 triệu thì mới cho về. Thì cái cơ hội mà 100 triệu thì bây giờ những người nông dân nghèo ở vùng quê thì chắc chắn là phải bán hết toàn bộ nhà cửa tài sản thì mới chuộc được vợ về. Hy vọng là em gái trong thời gian sớm nhất em hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Công an Bình Dương, các anh em tìm cách trợ giúp em quay trở về. Hồi cuối video này con xin phép được thay mặt hai cô và thay mặt gia đình nhé. Xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị bạn đã luôn luôn quan tâm ủng hộ cho cái video này. Quan trọng cái video này là một cái sự thực sự là một cái câu chuyện là thực sự rất thương. Hy vọng là nhiều người giúp chia sẻ nhiều hơn nữa, lan tỏa nhiều hơn để gia đình mình sớm tìm được con dâu ha. Yeah. Là rất là cảm ơn con để tìm được nói về con ruột về đó là mừng lắm. Cảm ơn đồng bạn tìm được đó là rất là cảm ơn. Dạ. Con quay về. Dạ. Với chồng nó. Cái cuộc trò chuyện ấy, hai bên gia đình ấy, hai bên vợ bên chồng thì gia đình mình có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương để đăng tải chia sẻ cái video này lên không? Có. Có à? Cô là bên chồng. Bên chồng. Cô có đồng ý không? Thì tôi cũng không gành nữa, thì bên ăn thua bên gái thì đồng ý thì tôi. Nếu đồng ý thì anh em mới đăng lên để tìm, còn không đồng ý là anh em không đăng nhá. Thì ăn thua bên gái. Hai bên gia đình mình hoàn toàn là có đồng ý không? Nhất trí không? Đồng ý. Rồi, em trai có đồng ý không? Nói lớn tiếng nè em. Dạ có. Rồi, mình đăng này là có đúng sự thật, là đúng con dâu bỏ trốn không, đúng vợ bỏ đi không? Có ha. Hoàn toàn đúng sự thật. Rồi. Rồi sai là gia đình mình phải chịu trách nhiệm nha. Dạ. Được không? Tại vì cũng như là có bên gái luôn là mình cũng không nói dốc được. Dạ. Rồi. Cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe các cô chú anh chị nhé. Chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe ha. Dạ.
Dạ, hy vọng là trong thời gian sớm nhất thì con dâu sớm quay trở về cùng với gia đình nha. Dạ. Rồi xin chào cô, rồi, xin chào cô, chúc anh chị và các bạn. Cảm ơn cảm ơn nhiều và các cô chú đồng mạng. Rồi.